Vua Enzo muốn giữ bí mật tới đám cưới, cho nên chắc chắn sẽ không để ở nhà đâu. Đây rồi. Cô đến rồi. Quý cô ở đây. À, đã nghe rất nhiều việc. Ai à? Đừng chạm. Người đang đuổi này là ai vậy? Ông ấy là chủ của tòa nhà. Có biết tôi nhạy cảm cho việc đầu tư quan trọng hay không vậy? Sao lại mang thứ xui xẻo này tới đây làm gì? Kêu ông ta đi liền giùm tôi đi. Hả? Cậu còn dám nhắc nữa hả? Muốn tôi đuổi việc cậu hay không? Dạ không phải, tôi xin lỗi ạ. Giám đốc Chu mời đi cho. Chờ một chút mà madam, cho tôi lời khuyên đi, nè madam à, làm ơn đi, tôi năn nỉ mà madam. Đức cô à, em không sao chứ? Em không sao. Đúng vậy, đóng cửa một thời gian và không nhận cuộc gọi. Nữ cảnh sát ít